54. Trời người đều vui. Đầu mùa xuân năm 1954, công trình sửa chữa nhà khách và phòng ốc của tòa biệt thự được hoàn mãn. Nhân vía Bồ Tát Chuẩn Đề ngày 16 tháng 3, lễ khánh thành Thiền viện Từ Hân và lễ an vị Tây Phương Tam Thánh đã được cử hành. Buổi lễ cũng nhằm để đánh dấu việc hoàn tất bên cánh trái Thiền viện Từ Hân, nên chùa tổ chức lại đại bi sám trong 3 ngày liên tiếp và dự định tối ngày 15 sẽ cử hành đại lễ cứu khổ ngạ quỷ. Bấy giờ đang lúc giao điểm giữa hai mùa xuân hạ, nên trời mưa tầm tã và sương mù miền núi lan tỏa khắp vùng, khiến cho phong cảnh tự hồ như đang bị một màn lụa trắng bao phủ. Lúc đó người ta không thể thấy được gì quá 3 thước. Vì dự bị tổ chức đại lễ ngoài trời vào ngày 16 tháng 3, nhưng đến ngày 14-15 thời tiết vẫn xấu như vậy, nên ai nấy đều lo ngại cho cuộc đại lễ sẽ bị đình chỉ. Nên khi ngài bảo các vị công quả nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho 1.000 người, họ thưa rằng mưa dầm như vậy thì chắc không có ai đến được. Ngài quở là họ không có đức tin và bảo cứ y lời mà lo liệu thực phẩm. Trong lúc đó mưa vẫn rơi, khiến những con đường đất lại càng sình lầy trơn trượt hơn. Đến xế chiều ngày 15, ngài nói: "Tốt hơn là trời nên tạnh mưa ngay để đường lộ có thời giờ khô ráo trước khi cử hành đại lễ. Và ngày mai nên có chút mây mát để không quá nóng bức cho các vị leo núi đến đây." Quả nhiên sau đó không lâu thì trời bỗng ngưng mưa, chiều xuống mặt đường được khô rang, khiến ai nấy cũng đều vui mừng hớn hở. Vào sáng ngày 16, đại lễ được cử hành đúng như dự tính, nhờ những đám mây nhẹ làm giảm bớt sức nóng của ánh nắng mặt trời và những làn gió thổi mát rượi, nên đã khiến cả ngàn thiện tín tấp nập tụ họp về dự lễ, dùng trai, chánh điện chật ních người đúng như lời ngài đã nói. Dân địa phương tại đảo này cho biết là lễ khai quang thiền viện lần đó đã phá kỷ lục về nhân số tham dự so với nhiều thế kỷ qua. Nữ cư sĩ Đàm Quả Thức sau khi tham dự đại lễ đã viết bài tường thuật như sau: "Khi lễ khánh thành thiền viện Từ Hưng kết thúc, có khoảng 100 Phật tử đã ở lại tham dự tiếp khóa thiền 3 ngày, 17, 18 và 19. Mọi người đều dậy sớm để hành thiền trong không khí trong lành yên tịnh ở miền núi, nên đều cảm thấy an lạc vô cùng. Mặc dù núi rừng tĩnh lặng, hỗ trợ mạnh mẽ cho việc tu tập thiền quán, nhưng trong một sớm một chiều, thiền sinh khó mà rủ sạch hết các vọng niệm. Nguyên là ngài đã dặn ban trai soạn chuẩn bị thức ăn cho khoảng 1.000 người, nhưng họ đã nấu quá số dự trù vì không kinh nghiệm, nên sau buổi lễ thức ăn còn dư rất nhiều và được dùng làm bữa cho ngày mở đầu của khóa thiền. Mặc dù bụng đói, nhưng thiền sinh vẫn ngửi ra mùi thiêu của các thức ăn thượng hạng để cách đêm, cộng thêm khí nóng mùa hè. Vì ngài rất cần kiệm, không muốn phung phí bất cứ một thứ gì, nên ngoài việc dạy các đệ tử khi ăn nên quán tưởng 5 pháp quán để tự xét xem mình có xứng đáng thọ hưởng thực phẩm này hay không. Ngài cũng dạy những người làm việc trong bếp không nên vứt bỏ bất cứ những gì có thể ăn được, và thức ăn dư trong ngày tuyệt đối phải dùng ngay vào ngày hôm sau vì chùa không có tủ lạnh." Mọi người đã ngồi vào bàn ăn, nhưng họ cứ nhìn vào các đĩa thức ăn rồi nhăn mặt châu mày. Ngài thấy rõ những vọng tưởng phân biệt đang khởi lên trong tâm họ và nghĩ rằng họ thà chịu đói còn hơn là ăn những thức ăn này. Thế thì thức ăn chắc sẽ bị đổ đi mất. Ngài bèn ngồi vào bàn, đặt sẵn cho 10 người, rồi bắt đầu ăn như không chuyện gì xảy ra. Khi ăn xong đĩa thứ nhất, không chút ngần ngại, quay qua chỗ thứ hai, và cứ như thế, ngài tuần tự ăn hết 10 đĩa một cách ngon lành. Đa số thiền sinh cảm thấy hổ thẹn trước hành động của ngài, nên vội vàng cầm đũa và ăn phần của mình. Nhờ vậy mà thức ăn dư của buổi lễ hôm trước miễn bị bỏ phí. Cư sĩ Chứng Huệ đã mô tả công việc trùng tu thiền viện Từ Hưng như sau: "Mùa xuân năm 1951,
sau khi chùa Tây Lạc Viên được kiến lập trên đỉnh Mã Sơn ở Khương Cảng, Ngài phát nguyện sẽ tạo dựng Đại Tùng Lâm có thể quy tụ một số lớn chư tăng về cùng nhau tu học. Vì nguyện lực của Ngài thật rộng lớn không thể nghĩ bàn này, nên sau hơn 6 năm lao nhọc, ngày nay Thiền viện Từ Hưng, một đạo tràng vĩ đại đã được hoàn thành. Trong suốt khoảng thời gian trùng sửa thiền viện, Ngài đã quên ăn, mất ngủ. Mỗi sáng sớm dù sương mù, mưa dầm, gió bấc, v.v. đều đến thiền viện Tương Lai lo sắp đặt vật liệu, công nhân, tiếp tế thực phẩm, không việc gì Ngài không để tâm lo. Mặc dù lúc đó có nhóm cư sĩ luôn tận tâm hộ trì, nhưng thật khó mà thành tựu được một đạo tràng uy nghi to lớn như vậy nếu không có ý chí quyết tâm và nguyện lực của Ngài. Ngày nay, Thiền viện Từ Hưng gồm Đại Hùng Bảo Điện, nhà khách, trai đường, một tịnh thất và một nhà bằng cây. Bên trái là Hàng Long Thạch và bên phải là Phục Hổ Tuyền. Thiền viện được kiến trúc thật tuyệt vời với những bức tường màu trắng xen lẫn những hàng cột màu đỏ, bao quanh bởi núi non hùng vĩ. Có thể nói là thiền viện mượn sát khí thiêng liêng của trời đất làm cho cảnh trí thêm phần trang nghiêm, vượt hẳn cả phong cảnh thiên nhiên và không thua kém Tứ Đại hoặc Bát Tiểu Danh Sơn bên lục địa, và cũng tương tự như tu viện Nam Hoa của Ngài Lục Tổ. Một biến cố đã xảy ra trong thời gian tu viện được tái thiết. Như chúng ta hẳn biết rằng, khi một đạo tràng mới được hình thành thì chắc chắn là Ma Vương sẽ phẫn nộ. Năm 1953, lúc đang tiến hành công trình tu sửa, thì có một con rắn độc đầu đỏ, mình xanh xuất hiện. Lần đầu, các thầy bắt nó bỏ vào thùng rồi đem thả ở một nơi xa đến mấy dặm. Nhưng trước khi các sư trở lại công trường, thì họ đã thấy nó bò qua bò lại trên khu đất của tu viện. Họ lại bắt nó đem đi thả ở chỗ xa hơn, nhưng nó lại cứ xuất hiện và trở về chùa nhiều lần như vậy. Có lần, họ đem con rắn đi thật xa để thả, nhưng khi mở nắp thùng thì không thấy nó đâu cả. Người thả rắn lấy làm lạ, bèn trút thùng xuống và gõ nhẹ vào thùng, thì chỉ thấy nửa thân mình rắn rơi ra. Khi người này trở lại công trường, thì rắn kia lại hiện nguyên thân và bò đến trước Phật điện, ngóc đầu thè lưỡi, uống mình xoắn lại như cái lò xo. Lúc Ngài ở Mãn Châu, đã có 10 con rồng đến quy y ngay dưới pháp tòa của Ngài. Rắn thuộc giống rồng, vì vậy, Ngài đã tự tay chạm khắc trên phiến đá Hàng Long ở bên trái, phía sau viện Từ Hưng, thành hình một con rồng vàng nhe nanh múa vuốt, chừng như sắp sửa muốn bay. Từ khi rồng vàng được khắc thành, thì con rắn độc cũng không bao giờ trở lại nữa. Thế nên, đạo đức có thể chiến thắng ma vương và sự thành tâm lúc nào cũng được cảm ứng. Nếu này rắn độc đã không còn đến quấy nhiễu đạo tràng, thì ma quỷ cũng có thể trở thành hộ pháp. Phục Hổ Tuyền là một dòng suối từ trên núi chảy xiết xuống ngang phía trước chùa mà vẫn dài khoảng mấy dặm. Vào mỗi mùa mưa, thường có những trận lụt gây nhiều trở ngại cho khách đi đường, nên ngay chỗ dòng suối băng qua con đường của khu vườn kỷ niệm đạo tràng Linh Sơn, tức khoảng nửa con đường từ thiền viện Từ Hưng xuống núi, Ngài đã cất một cây cầu đá hình cánh cung, và từ dưới cầu, Ngài cho đào một cái ao để phóng sanh, đồng thời tạo môi trường thích hợp cho các sinh vật dưới nước sanh sôi phát triển. Từ đó, nguồn nước có chỗ thông nên nạn ngập lụt không còn làm khó khách bộ hành nữa. Những công trình xây dựng như trên có thể chứng nghiệm rằng người khởi xướng trùng tu thiền viện Từ Hưng đã tiên liệu mọi vật thật chu đáo. Ngài cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho mọi pháp môn được hành trì, đồng thời tạo duyên cho những ai có tâm đạo đều có thể quy tụ về đạo tràng này, tự hồ như những áng mây kéo đến từ ngàn phương xa, và thành quả họ gặt hái được sẽ viết lên những trang sử sáng chói cho tiền đồ Phật giáo. Ha ha ha,